Kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Lido Sài Gòn TV cùng với anh Tuấn trong chương trình hàng tuần. Đó là chương trình Tìm Người Thân, được phát sóng vào mỗi ngày thứ năm trực tiếp trên băng tần này từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Thưa quý vị, sáng sớm sau 7 giờ sáng thì anh Tuấn đã gặp mặt quý vị vào buổi sáng rồi, và ngay bây giờ cũng được gặp mặt với quý vị một ngày thứ năm. Mỗi lần mà quý vị thấy anh Tuấn xuất hiện trên vào ngày thứ năm 11 giờ sáng, quý vị biết đó là chương trình Tìm Người Thân. Chương trình Tìm Người Thân là gì? Thưa quý vị, chương trình Tìm Người Thân là một chương trình, thứ nhất là hoàn toàn miễn phí, nhằm mục đích giúp đỡ cho quý vị khán thính giả tìm lại những người thân quen, những người bà con, những người bạn bè và những người thân trong họ hàng, do cái bất cứ lý do nào, có thể là do lạc trong chiến tranh, lạc vì lúc vượt biên, hay là qua bên Mỹ rồi lạc, mất số phone, hay tất cả những cái lý do, gọi vào trong này để đưa những cái lời nhắn, và anh Tuấn sẽ loan báo trên các phương tiện truyền thông của Lido Sài Gòn TV cũng như là trang mạng điện toán của đài. Ngoài ra, Lido Sài Gòn TV không chịu trách nhiệm và xin miễn nhận các lời nhắn có tính cách thương mại, riêng tư hoặc tố tụng. Và chương trình này quý vị có thể gọi vào đài ngay từ bây giờ, số phone đó là 714-893-3264. Quý vị có thể gọi, gửi thư về cho đài ở 9191 đường Bosa Avenue, tầng 2, số 225, thành phố Westminster, CA 92683. Hoặc quý vị có thể gửi email, tức là thư điện tử về cho tìm người thân @lidosaigontv.com. Ngay bây giờ thì quý vị có thể lên trên trang mạng của Lido Sài Gòn TV ở trên trang mạng điện toán toàn cầu để quý vị theo dõi không những chương trình Tìm Người Thân trực tiếp mà hết tất cả những chương trình thường nhật của Lido Sài Gòn TV. Bây giờ hãy cùng anh Tuấn đi vào cách sử dụng của trang mạng điện toán và để cùng nhau xem thử là nếu như quý vị có những cái câu hỏi gì tra cứu, những thông tin quý vị không nghe được hay không đón xem được chương trình này, quý vị có thể lên trên trang mạng điện toán toàn cầu của đài để mà tra cứu. Nào, vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào trong cái trang chủ của đài thôi quý vị. Đó là quý vị vào trong lidosaigontv.com. Thì trong cái Lido Sài Gòn TV, quý vị bấm vào thì nó sẽ hiện ra đây là trang chủ của đài. Nó có hết tất cả những thông tin từ tất cả những cái chương trình thường nhật của đài. Và xem lại, thưa quý vị, xem lại hết chương trình trên trang mạng của đài. Ngoài ra có những cái thông tin báo chí mà quý vị có thể theo dõi, tin cộng đồng kèm những cái tin địa phương. Và bây giờ cách mà chúng ta để vào xem cái chương trình Tìm Người Thân này cũng như tra cứu những thông tin ở phía trên của trang mạng có chương trình của Lido Sài Gòn TV, quý vị bấm vào mục Tìm Người Thân. Khi anh Tuấn bấm vào thì sẽ hiện ra trang chủ của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Tìm Người Thân này cùng với anh Tuấn ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, xuất hiện đầu tiên ở trang đó là những thông tin mà qua 4 tháng liên tục làm trong chương trình Tìm Người Thân, tất cả những thông tin, gần 300 trường hợp của tất cả mọi người đã được đưa lên trang chủ của đài để quý vị có thể dễ dàng tra cứu. Mỗi trường hợp đều có một cái số ID thứ tự như quý vị đang thấy ở trên màn hình đây. Số ID thứ tự kèm theo tên của người gọi vào, số phone trực tiếp của người gọi vào và nội dung chính. Okay, nội dung chính có tới 300 trường hợp như thế này trong hơn 4 tháng vừa qua, và dễ dàng quý vị có thể tra cứu nếu lỡ như quý vị không có nghe được, không có đón xem được chương trình này, hoặc là quý vị có thể giới thiệu cho bạn bè, người thân xem. Tại vì đôi lúc quý vị khán thính giả không có nhu cầu tìm người thân, nhưng mà bạn bè của quý vị, bà con của quý vị, hàng xóm của quý vị có nhu cầu tìm người thân thì sao? Gửi cho họ cái trang chủ của đài và hướng dẫn bạn bè của quý vị tham khảo trên trang mạng của đài. Nhiều lúc bất đắc dĩ cần tìm một ai đó lên trên này, thưa quý vị, có ngay. Như trường hợp mới đây thì nhân viên của đài đã nhận 2 trường hợp và call in vào trong đài, tức là gọi điện vào trong đài và lưu lại hết cả trang này. Quý vị muốn xem lại chương trình, kéo xuống tiếp, thưa quý vị, kéo xuống thì sẽ hiện ra mục Tìm Người Thân. Quý vị bấm vào trong chương trình Tìm Người Thân, bấm vào nút play thì chương trình sẽ hiện ra. Nhanh, gọn, xem được hết trên tất cả các trang mạng toàn cầu nha quý vị. Xem được hết, không có bị khóa bất cứ nào, kể cả Việt Nam.
Thành thử ra chương trình tìm người thân có thể lan rộng ngay về đến Việt Nam để những ai bên Việt Nam cũng có thể gọi vào. Ngoài ra thưa quý vị xem trực tiếp, bấm vào đây, sát bên chương trình của Liaison TV, bấm vào xem trực tiếp, thì quý vị sẽ hiện ra cái đường trang chủ của đài và quý vị đang xem trực tiếp ở trên đài đây. Đây là hình ảnh phát sóng và quý vị thấy tìm người thân, quý vị gọi vào ngay từ bây giờ 714-893-3264, 714-893-3264. Khi mà quý vị gọi vào, thưa quý vị hãy nhớ rằng hãy chuẩn bị lời nhắn để chúng ta tiết kiệm những cái thời gian dành cho những người kế tiếp. Ngoài ra nếu như quý vị không có nghe được, không có gọi vào mà thấy anh Tuấn không bắt máy, tại vì nhiều lúc anh Tuấn đang bận một cú phone khác cho người khác, thì quý vị hãy thử gọi lại nha, tại vì anh Tuấn sẽ bắt máy mà. Vâng, ngoài ra chương trình của đài nó còn có rất nhiều chương trình, như quý vị thấy tin tức của đài nè. Quý vị bấm vào tin tức của đài, quý vị không ai không có theo dõi hoặc không có bắt được Liaison TV ở những cái tiểu bang khác thì quý vị có thể vào đây xem trực tiếp. Đây, anh Hoàng Trọng Thụy mới vừa đọc tin tức buổi sáng thì 5 phút sau ở trên trang mạng của đài có rồi thưa quý vị. 5 phút sau là có rồi. Đó, ai mà mê với những cái khả năng đọc tin của anh Hoàng Trọng Thụy, bình luận tin tức của anh Trọng Thụy thì vào đây. Ngoài ra có chương trình Cà Phê Sáng của anh Đoàn Trọng. Nhiều những chương trình The Bus của anh Tuấn phát lúc 6 giờ, WhatsApp của Sophie, thương mại quà tặng cùng với Phạm Khanh, mỗi tuần một vấn đề với anh Đoàn Trọng, nhiều lắm thưa quý vị. Hết tất cả quý vị có thể xem trực tiếp ở trên này. Và trên đường live, anh Tuấn nhận được cú phone đầu tiên của vị khán thính giả đầu tiên. Xin chào quý vị khán thính giả đầu tiên, đây là anh Tuấn trong chương trình Tìm Người Thân. Hello. Dạ hello. Vâng thưa quý vị, đầu tiên mà đã mất signal đầu tiên rồi. Tuy nhiên thì anh Tuấn vẫn nhận được cú phone tiếp theo. Quý vị đang gọi vào chương trình Tìm Người Thân và đây là anh Tuấn ạ. À. Hello. Hello. Dạ vâng, xin chào ông. Cháu ơi. Dạ. Chú muốn nhờ cháu giúp chùm tìm, chú tên là Nguyễn Văn Thành. Dạ. Tìm người bà con tên là bà Trần Thị Em, vợ của bác sĩ Minh bên Việt Nam. Vợ của bác sĩ nào ạ? À? Bác sĩ Minh. Dạ. M-I-N-H. Dạ, dạ, vợ bác sĩ Minh. Dạ. Bác sĩ, vợ của bác sĩ Minh từ 75, qua di tản qua 75, bây giờ thất lạc. Có người anh tên là Trung tá Trần Văn Canh. Dạ. Rồi. Dạ, rồi, như vậy. Rồi, bây giờ số điện thoại của chú là 951. Dạ. 775-2663. Dạ. Rồi một số hôm nữa là 951-348-8359. Dạ vâng, 348-9359. 348-8359. Dạ vâng, 8359. 59. Dạ vâng ạ, con xin cảm ơn ông Thành nha. Và hy vọng là bà Trần Thị Em sẽ nghe được cái tin này và sẽ liên lạc lại với ông trong thời gian sớm nhất ông nha. Rồi, cảm ơn cháu nhiều nha. Dạ vâng. Cháu chào bài. Dạ vâng, xin chào ạ. Và cú phone thứ hai, quý vị đang gọi vào trong chương trình Tìm Người Thân ạ. À. Đây là anh Tuấn, hello. Hello. Dạ vâng. Xin... Dạ vâng, xin chào anh ạ. À. Chú là Sơn Trần á. Dạ vâng, chú Sơn Trần. Ở Orange County. Dạ, hôm nay chú Sơn Trần tìm ai vậy thưa chú Sơn? Tìm anh Kiệt. Anh Kiệt, người hoa trước bán cái thằng ở đường phố 91 á. Dạ, dạ thưa ông Sơn, thưa chú Sơn ơi, ông Tiệp hay là ông Hiệp ạ? À? Sơn à, anh dạ, Kiệt. Dạ, Tiệp, dạ. Tiệp khắc đó phải không ạ? Kiệt người hoa á. Dạ, Tiệp, dạ vâng, người hoa ha. Dạ vâng, người hoa, dạ, ông có thể cho. Dạ. Dạ, dạ ông có thể cho cháu thêm những cái thông tin chi tiết được không ạ ha? Dạ. Dạ. Dạ vâng, ông Tiệp này khi trước ở đâu và làm sao ông quen và mất liên lạc ông như thế nào vậy ạ? Dạ. Dạ vâng. Lý do vì sao lại mất liên lạc vậy thưa ông? Tiệp đi qua trước mất liên lạc. Ồ, qua Mỹ trước, qua năm qua vào năm nào ông còn nhớ không? Vào năm 2007. Ồ, vậy là mới đây ha. Rất là mới luôn. Dạ.
Rồi ông có biết qua Mỹ mà ở thành phố hay tiểu bang nào không thưa ông? Dạ là một qua đây rồi không có liên lạc được. À, rồi sau này ông qua và ông muốn liên lạc lại phải không? Ông sơn chừng cho Tuấn số phone tay của ông nha. 714. Dạ. 487. Dạ 487. 7105. Dạ 7105. Dạ hy vọng là ông tìm. 714. Dạ. 487-7105. Dạ vâng, cháu đã nhận được rồi ha. Hy vọng là Nguyễn Kiệt nhận người sau hôm điện thoại cho Sơn. Dạ. Chúng cũng bán dầu chung á, bán dầu lửa chung với Kiệt á. Ồ, bán dầu lửa chung. Dạ vâng, cái này là cái thông tin. Dầu bên Việt Nam gọi là dầu lửa đó. Dạ, dầu hỏa đó. Dạ vâng. Dạ vâng, có những thông tin này thì hy vọng sẽ dễ tìm hơn ông ha. Thì hy vọng là ông Kiệt nghe được tin này gọi cho chú Sơn Trần nha, 714-487-7105. Con cảm ơn chú Sơn, con chúc Sơn có một ngày vui vẻ. Dạ. Vâng thưa quý vị, đường live vẫn đang mở trực tiếp đến cho quý vị khán thính giả. Đừng ngần ngại hãy gọi ngay, anh Tuấn sẽ bắt máy cùng với quý vị những ít phút quảng cáo thương mại. Xin cảm ơn những cơ sở đã bảo trợ cho đài thưa quý vị. Những cơ sở đã bảo trợ cho đài, công ty Pure Air mà công ty chuyên lắp ráp những thiết bị điện lạnh, những cái máy điều hòa dành cho mùa nóng. Xin cảm ơn tới Family Tour thưa quý vị, mùa hè gần hết rồi. Mới đây anh Tuấn giới thiệu mùa hè sắp tới rồi. Bây giờ nói là mùa hè gần hết rồi, chỉ còn chưa đầy 1-2 tháng nữa thôi thì tất cả các em phải vào học rồi. Nên quý vị hãy tặng cho các em những cái chuyến đi du lịch. Muốn nghĩ tới những chuyến đi du lịch, hãy nghĩ tới công ty Family Tour, tuyên trợ tổ chức các tour du lịch mà công ty sắp đặt ra. Ngoài ra cũng xin cảm ơn tới iShop FS TV chuyên bán những loại mỹ phẩm thưa quý vị ngay tại đài. Và cũng xin cảm ơn tới cô chú Jin và Kim Thu, cô chú đã bảo trợ cho chương trình rất có ý nghĩa này. Và mọi thông tin bảo trợ xin quý vị gọi vào 714-979-9562 và anh Tuấn sẽ trở lại với quý vị để tiếp chuyện với quý vị trong chương trình Tìm Người Thân.